Chào mừng anh em quay trở lại với Techroom, mình là Sang Hí. Galaxy S20 FE là dòng sản phẩm hoàn toàn mới của Samsung, hướng tới một hình ảnh tươi trẻ đầy sức sống cho dòng điện thoại cao cấp của mình. Với nhiều màu sắc hấp dẫn mà Samsung trang bị cho một chiếc máy dòng S cao cấp và kết hợp lăng xê của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu thế giới BTS nữa, thì đây sẽ là một sản phẩm được nhiều bạn trẻ quan tâm trong thời gian tới. Hôm nay thì mình sẽ có bài mở hộp và cảm nhận nhanh về sản phẩm cũng như những màu sắc trên chiếc S20 FE này. Đầu tiên về mặt đóng hộp thì mình đang có đây ba chiếc máy nhưng mà chỉ có hai chiếc hộp thôi. Hộp của Galaxy S20 FE tỏ ra có gì đó rất là mới mẻ, tươi trẻ, đầy sức sống khi mà không còn là hộp màu đen mang lại cảm giác sang trọng đẳng cấp như những chiếc S20 bình thường mà đã chuyển sang dạng hộp màu trắng. Tuy vẫn là dạng hộp vuông to, đó rất là sang trọng. Bên trên chúng ta sẽ có rất là nhiều icon được bố trí khắp mọi nơi trên thân hộp với dạng in chìm. Ở đây mình có thể nhìn thấy hình ảnh khẩu độ camera, ống kính, chế độ ban đêm, chụp macro, icon, rất nhiều những icon để thể hiện cái tinh thần mới mẻ cũng như là tính năng trên sản phẩm này. Đương nhiên trên thân máy vẫn nổi bật nhất là dòng chữ Samsung Galaxy S20 FE cùng logo S20. Và các bạn để ý kỹ thì sẽ nhận ra cái logo S20 này sẽ đồng màu bên trong của máy luôn. Ví dụ như là mình đang có đây, chiếc S20 FE phiên bản màu tím thanh lịch cam sáng tạo, còn đây là màu xanh khí chất. Mở hộp thôi. Đầu tiên là phiên bản màu tím thanh lịch. Sau khi mở máy ra thì mình cảm nhận được màu tím của sản phẩm này không quá ti hiên về tông màu tím đậm mà nhiều người cho là quá sến. Màu tím trên sản phẩm này nằm giữa khoảng cách màu trắng, màu tím và màu hồng. Nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và rất là dịu dàng, phù hợp với đối tượng người dùng là nữ. Mình thì dù không có quá nhiều kinh nghiệm liên quan tới các bạn nữ hay là vấn đề thời trang, nhưng mà theo thông tin mình đi tham khảo thì có vẻ các bạn nữ rất là ưa thích phiên bản màu sắc này, có thể dễ dàng kết hợp với nhiều loại váy áo phụ kiện khác nhau. Ngoài cái ý nghĩa về sự thủy chung, son sắc được nhắc đến rất là nhiều trong các tác phẩm văn học, thì màu sắc này còn dễ dàng gợi đến cảm giác về sự lãng mạn và thêm một chút huyền bí nữa. Bây giờ thì mình tới với S20 FE phiên bản màu cam sáng tạo. Và như các bạn thấy, Samsung trang bị trên máy một màu sắc không hẳn là thiên về tông cam mà chúng ta thường nghĩ tới, mà màu cam này là màu cam san hô, màu sắc được Pantone lựa chọn là màu của năm 2019. Rõ ràng đó là một màu vẫn rất trendy. Với một tín đồ của màu cam như mình thì đây chắc chắn phải là phiên bản màu mình ưa thích nhất trên S20 FE. Màu cam của máy mang lại một cái cảm giác gì đó rất là nhiều năng lượng tích cực và vui vẻ. Ngoài ra, dành cho những bạn nào quan tâm tới thời trang thì tông màu cam cũng là tông màu rất là được ưa chuộng trong thời gian gần đây với sự lăng xê liên tục của một thương hiệu giữa giới trẻ đình đám, chính là Off-White. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với chiếc S20 FE phiên bản màu xanh khí chất. Chiếc máy này thì mình chỉ có máy thôi, không có full box, để mở hộp cho anh em xem thử bên trong có gì. Nhưng mà về mặt phụ kiện thì mình tin ba cái máy này sẽ được bán ra sẽ có phụ kiện giống nhau. Tuy là màu sắc có vẻ là chìm nhất trong ba chiếc máy ở đây khi mà nó thiên về tông tối, nhưng mà có thể các bạn không biết, chính màu xanh này, màu Classic Blue, chính là màu sắc được Pantone lựa chọn là màu của năm 2020. Nên rõ ràng, dù là màu sắc truyền thống xuất hiện nhiều trên các sản phẩm Samsung, nhưng đây vẫn là một màu rất là trendy trong thời điểm hiện tại. Dù không được nổi bật như những màu sắc còn lại, nhưng mà theo cảm quan của mình thì màu xanh khí chất của S20 FE là một màu sắc trông rất là mạnh mẽ và có sức hút. Tại dù là ở màu sắc nào đi nữa thì chiếc S20 FE này cũng có phụ kiện bên trong giống nhau. Phụ kiện bên trong máy đều là màu trắng, một củ sạc nhanh 15W, một sợi cáp USB Type-C. Ngoài ra không chỉ giống nhau về mặt phụ kiện thì sản phẩm này vẫn có cái chất liệu giống nhau với tất cả các phiên bản màu sắc, với ba phiên bản mình có ở đây và ba phiên bản đang hiện ở trên màn hình. Chúng ta vẫn có đây mặt lưng nhựa cứng và khung viền làm bằng kim loại cao cấp. Phần khung viền sẽ được làm đồng màu với mặt lưng để mang lại một cảm giác đồng nhất hơn trong về mặt trải nghiệm. Có thể nhiều người sẽ cho rằng ngoại hình của những sản phẩm S20 FE chỉ là nhiều màu sắc chứ không quá ấn tượng vì không có chuyển sắc gradient hay là họa tiết trên mặt lưng. Nhưng mình nghĩ đây là cách xử lý rất là thông minh của Samsung, bởi vì dù sao S cũng là một dòng sản phẩm cao cấp. Và với một mặt lưng ít biến đổi như thế này thì mình tin là người dùng có thể sử dụng chiếc S20 FE này lâu dài mà không lo bị lỗi thời. Không chỉ sở hữu một ngoại hình bắt mắt mà S20 FE còn có cho mình một cụm camera khá là ấn tượng. Đầu tiên, về mặt thông số chúng ta sẽ có 3 cảm biến, thông số lần lượt là 12MP cho ống kính góc siêu rộng, 12MP nữa cho camera chính và 8MP cho ống kính tele 3X. Với khả năng zoom quang xa tới 3X thì sản phẩm này sẽ giúp các bạn chụp vật thể ở xa, chụp chân dung đẹp hơn với góc nhìn trông đỡ bị méo. Và với cái mức độ zoom quang lên tới 3X này thì sản phẩm có khả năng zoom không thua kém gì những chiếc S20 cao cấp hơn. Ngoài ra thì S20 FE còn gây ấn tượng tốt với mình nhờ vào thời lượng sử dụng của viên pin 4500mAh của máy. Với một ngoại hình không quá to và tương đối mỏng nữa, nhưng mà Samsung vẫn trang bị được một viên pin lớn trên sản phẩm này giúp kéo dài thời lượng sử dụng.
với con chip Exynos 990 là con chip cao cấp nhất của Samsung được phân phối tại thị trường Việt Nam trong năm nay và 8GB RAM, thì sản phẩm này mang lại một hiệu năng ổn định để mình trải nghiệm được màn hình 120Hz của máy cũng như nhiều tựa game nữa. Và hiện tại thì hiệu năng của con chip Exynos 990 trên chiếc Galaxy S20 FE này cũng được cải thiện khá là nhiều, mang lại cả nhiệt độ mát mẻ hơn và khả năng tương thích game tốt hơn. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ đến anh em trong video ngày hôm nay, một bài mở hộp ba chiếc Galaxy S20 FE với ba phiên bản màu sắc khác nhau, đồng thời là những cái điểm mình ấn tượng nhất trên bộ ba sản phẩm này. Thật ra là ba màu của sản phẩm này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Có cái điều gì các bạn muốn mình thực hiện với chiếc S20 FE này, hay muốn so sánh chiếc điện thoại này với những đối thủ khác nào thì nhớ comment bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.